Xin chào mừng 500 anh em đang theo dõi kênh của Trung tâm Điện tử Hằng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sát Hải Phòng. Hôm nay thì là ngày mưa gió thì mình lên hình giới thiệu đến anh em một cặp loa siêu đẹp, siêu hot và siêu rẻ đến từ đất nước Nhật Bản. Có model là Sony G5. Chỉ với giá là 9 triệu đồng thì các bác có thể sắm cho mình một cặp loa nghe hay, bày đẹp, chất lượng như thế này. Hàng đẹp 95%, bảo hành nguyên zin đét ạ. Sony G5 được sử dụng cấu hình 3 loa trên một thân thùng gồm một bát 30cm màng giấy, cân vải tẩm dầu còn mềm nhũn, một chung đôm và một loa chép đôm, kết hợp hai vi tinh chỉnh để chỉnh cho mic và cho giải mic và giải chép. Hàng bao đẹp xuất sắc ạ. Với công suất đầu vào là 80W trở kháng 8 ohm thì rất dễ phối ghép âm ly. Dòng này thì các bác có thể ghép vào cái âm ly công suất nhỏ thôi thì nó cũng đánh được. Em sẽ nói thông số kỹ thuật cho các bác xem. Thì đôi Sony G5 này được sản xuất vào năm 1977 với độ nhạy là 93 dB, trở kháng 8 ohm. Công suất đầu vào là 80W và công suất chịu đựng tối đa của nó là 150W. Có chiều rộng là 42, chiều cao 72 và chiều sâu là 35, cân nặng là 26kg một chiếc. Đây là cái phần thùng và cấu tạo loa bên trong này, nhà sản xuất người ta đưa ra này, các bác xem tham khảo này. Đây là phần tần đây ạ. Và chỉ với 9 triệu đồng thôi thì các bác có thể sở hữu cho mình một cặp loa nghe hay, bày đẹp, chất lượng như thế này. Cái dòng loa này thì nó chơi đa thể loại nhạc và có thể kết hợp hát hò karaoke gia đình rất là hay. Thùng màu vàng vân cỗ, dày dặn chắc chắn, bao đẹp xuất sắc 100%. Em sẽ quay phần xung quanh thùng để cho các bác xem hàng bao đẹp xuất sắc luôn. Mọi nhu cầu về mua bán và phối ghép thiết bị âm thanh thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0979 918 996. Bên em nhận giao hàng toàn quốc và không bao ship. Và các bác hãy truy cập vào Facebook Hằng Nguyễn chuyên loa Nhật bãi để xem hình ảnh cái sản phẩm này em đưa lên ạ. Và kết bạn với em Zalo qua số điện thoại này thì em sẽ gửi ảnh, hình ảnh và test chất âm cho các bác nghe. Sau đây thì em sẽ dừng clip tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Các bác xem video thì nhớ ấn đăng ký, chia sẻ, like giúp em nhé. Em xin cảm ơn ạ.